Thầy chào các em học sinh lớp 6. Trong video hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn toán lớp 6 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. Đề thi gồm có 2 phần, phần 1 trắc nghiệm 3 điểm, phần 2 tự luận 7 điểm. Phần số 1 trắc nghiệm, câu 1 trong các phân số sau, phân số tối giản là. Thì chúng ta lưu ý cho thầy là phân số tối giản là phân số có ước chung lớn nhất của tử và mẫu bằng 1. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta có thể hiểu như vậy. Phân số tối giản là phân số không còn rút gọn được nữa. Và cách thứ ba là chúng ta dùng máy tính để bấm. Bấm máy tính mà nó trở lại như ban đầu thì chứng tỏ nó là phân số tối giản. Đáp án A này, phân số 15 phần 20 thì phân số này chưa tối giản, bởi vì sao? Tử và mẫu còn chia hết được cho nam. 15 chia cho nam được 3, 20 chia nam được 4, do đó thì phân số này không tối giản. Tiếp theo, đáp án B thì phân số trừ 3 phần 21, phân số này tử và mẫu còn chia hết được cho 3, do đó phân số này chưa tối giản. Đáp án C, phân số 23 phần 22, đây là phân số tối giản bởi vì tử và mẫu không chia hết được cho số khác một, không chia hết được cho số nào khác một, do đó thì phân số là tối giản. Do đó thì câu 1 chọn đáp án là C. Chúng ta có thể kiểm tra như vậy, chúng ta nhấn alpha GCD được chưa? Và nhấn 23 xếp phải 22 thì nó ra ước chung lớn nhất là 1. Thấy chưa? Do đó nó chính là phân số tối giản. Rồi. Câu số 2 cho nam đường thẳng, cho nam điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hơn. Lưu ý, cho nam điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hơn. Qua 2 điểm vẽ được một đường thẳng. Số đường thẳng vẽ được là bao nhiêu? Rồi, chúng ta sẽ vẽ này. Rồi chúng ta sẽ liệt kê năm điểm trước. Đúng không? Điểm đầu tiên là điểm A này, điểm A đây. Tới điểm B. Rồi, điểm này là điểm C, lưu ý là 3 điểm này trong đó không có 3 điểm nào thẳng hơn chưa? Và qua 2 điểm thì vẽ một đường thẳng. Vẽ được một đường thẳng. Chỗ này là điểm D đi. Lưu ý là không được thẳng hơn chưa? Chỗ này điểm điểm A này đi, điểm A. Điểm A cái này nghe chưa? Rồi, thì chúng ta vẽ này. Lưu ý là qua 2 điểm là có một đường thẳng. Vậy qua 2 điểm AB có một đường thẳng chưa? Một đường. Rồi qua 2 điểm AE là có đường thứ hai là hai đường. Tiếp tục qua 2 điểm BC là có đường thứ ba chưa? Ba đường này. Rồi qua 2 điểm CD là có một đường là bốn đường. Bốn đường chưa? Qua 2 điểm AD có một đường nữa là năm đường. Rồi. Năm đường nữa nha. Rồi bây giờ qua 2 điểm AC có một đường nữa là 6 đường. Qua 2 điểm BA có một đường nữa là 7 đường. Qua 2 điểm BD có một đường nữa là 8 đường. 8 đường chưa? Qua 2 điểm AC có một đường là 9 đường. Và qua 2 điểm AD có một đường nữa là thành 10 đường. Và chúng ta có tổng cộng là 10 đường thẳng. Đó, 10 đường thẳng. Đây câu này hơi khó nè nghe chưa? Trắc nghiệm là hơi khó. Do đó thì câu 2 chọn đáp án là A. Hai chọn A. Câu này là hơi khó nha, lý thuyết mà hơi khó. Câu 2 chọn A. Câu số 3 cho hình vẽ đoạn thẳng BC, đoạn thẳng BC có độ dài bằng, thì hình vẽ đây họ cho mình là AB bằng 3 cm, AC bằng 2 cm, hỏi BC bao nhiêu, thì độ dài đoạn thẳng BC sẽ bằng tổng gì, bởi vì A nằm giữa B và C, do đó thì AB này cộng cho AC sẽ bằng BC, vậy thì BC sẽ bằng AB cộng cho AC. AB bằng 3, AC bằng 2, tổng là 5 cm. Do đó thì đoạn BC
có độ dài bằng 5 cm. Câu 3 chọn đáp án là D. Câu 3 chọn D. Câu số 4. Sắp xếp các số âm 0,25, âm 5,6, 3,21, 4,5 theo thứ tự tăng dần. Tăng dần thì âm nhỏ sắp trước, lớn sắp cuối cùng, sắp sau rồi chưa? Vậy thì trừ 5,6 là nhỏ nhất rồi, trừ 5,6 thì nhỏ mấy? Nhỏ hơn là âm 0,25, đúng chưa? Âm 0,25 thì chắc chắn là nhỏ hơn 3,21. 3,21 thì nhỏ hơn 4,5. Vậy thì đầu tiên sẽ là trừ 5,6 đứng đầu tiên. Vậy đoán C sai, đoán A sai này. Vậy thì còn đáp án gì? Đoán B sai luôn. Đoán đúng chính là đáp án D. Đúng chưa? Trừ 5,6 đến trừ 0,25 đến 3,21 và cuối cùng là 4,5. Câu số 5. Câu số 5. Bạn Hòa đi siêu thị mua thực phẩm tổng hết 500.000 đồng. Bạn Hòa đi siêu thị mua thực phẩm tổng tiền là 500.000 đồng. Ngày hôm đó siêu thị giảm 20% số tiền, tức là giảm 20% của 500.000 đồng á. Hòa phải trả nếu không được giảm. Hòa phải trả nếu không được giảm. Không được giảm là bao nhiêu? Không được giảm thì chúng ta phải trả bao nhiêu? Trả là nè, Hòa phải trả nếu số tiền Hòa phải trả được chưa? Số tiền Hòa phải trả nếu không được giảm. Cái đây là người ta đã giảm đầu đúng không? Giảm đầu này. Và không được giảm thì sẽ là bao nhiêu? Giảm 20% là còn bao nhiêu á, mà không được giảm thì chúng ta sẽ có bao nhiêu? Chúng ta lấy cái tiền này trừ ra, đúng không? Trừ ra nên là 500.000 đồng, đúng không? Mà giảm 20% rồi thì cái tiền mình là sẽ nhân cho mấy? Là trả 80% thôi. Vậy chúng ta lấy cái 500.000 đồng nhân cho 100 chia 80 đó, lấy 500.000 đồng này, 500 này nhân cho 100 này chia 80 thì sẽ là 625.000 đồng. Nếu không được giảm á, nếu không được giảm thì phải trả là 625.000 đồng. Chúng ta lấy là 500.000 đồng này, 500k đó, nhân cho giảm 20% có nghĩa là còn 80%, mà nếu không giảm thì sẽ là trả là 100/80, đúng chưa? Kết quả ra là 625k. Do đó thì câu 5 này chọn đáp án là B. Câu này hơi khó đó, có thực tế rồi chưa. Câu 6, làm tròn số âm 1,754. Làm tròn số âm 1,754 đến hòn đơn vị ta được kết quả là, thấy cái này số 7 chưa, làm tròn đến hòn đơn vị thì sẽ là âm 2 thôi. Câu 6 chọn đáp án là B. Rồi tiếp theo là phần số 2, phần tự luận. Đề này khá hay. Câu số 7. Câu 1, thực hiện phép tính, tính nhanh nếu có thể. Gồm có 3 câu. Câu A này, câu A là 1/2 cộng cho trừ 2/3. Hai phân số này chưa cùng mẫu, chúng ta được quy đồng mẫu. Mẫu chung là bậu chung nhỏ nhất của 2 và 3. Bậu chung nhất của 2 và 3, 2 3 là số nguyên tố, lấy 2 x 3 là 6. Vậy mẫu là 6, mẫu này cũng là 6 này. Vậy thì chúng ta phải tìm thừa số phụ bằng cách là chúng ta lấy để quy đồng phân số 1/2 thì chúng ta tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu mới chia mẫu cũ, lấy 6 chia 2 được 3. Vậy thừa số phụ là 3, tử nhân 3 là 1 x 3 là 3. Tương tự chúng ta có 6 chia 3 được 2. Vậy tử nhân cho 2 là -4. Và là 3/6 cộng -4/6 thì hai phân số này cùng mẫu, giữ mẫu lại lấy tử cộng lại với nhau là 1. 3 cộng -4 là còn -1. Kết quả là -1/6. Kết quả câu A là -1/6. Câu B này. Câu B là -7/3 nhân cho 15/9
trừ cho 10 phần 9. Thì chúng ta viết như vậy, thành trừ 7 phần 3 này, 15 tách thành 5 nhân 3, được không? 5 nhân 3 15 mà. Đó. Và chia này là chia cho 9 đúng không? Rồi 9. Do này rút gọn rồi, 33 rút gọn chưa? Vậy là còn lại là rút gọn con 3 này. Tử là còn trừ 7 nhân 5 là trừ 35. Mão là còn 9, kết quả là trừ 35 phần 9. Phải không? À nó còn nữa đây, còn đây nữa. Còn trừ 10 phần 9 nữa. Ồ thiếu rồi. Chỗ này trừ thêm 10 phần 9, trừ thêm 10 phần 9 nữa. Nữa là hai con số này cùng mão chưa? Cùng mão đầu lấy tử trừ tử này, trừ 35 trừ 10 là trừ 49. Và trừ 49 phần 9. Phải không? À là trừ 35, chỗ này là trừ 45 xin lỗi. Trừ 35 trừ 10 là trừ 45, trừ 45. 9 nhân 5 45, vậy là còn mấy? Còn trừ 5, kết quả bằng trừ 5. Câu B kết quả bằng trừ 5 nha, câu B kết quả bằng trừ 5. Câu C. Câu C là trừ 0,7 này. Mặt vuông này chia cho 0,07 này cộng cho 9 nhân cho chỗ này là 1,3 đúng không, 1,3 nhân cho 2,5 cộng cho 1,3 nhân cho 7,5 đúng chưa? Chỗ này đóng mặt vuông quá, không liên quan đâu. Chỗ này em thấy này, 0,7 đúng không? 0,7 này, 0,7 chia cho 0,07 thì chúng ta có thể bấm máy tính cho nó nhanh đúng không? 0,7 này chia cho 0,07 thì nó bằng là 10, bằng trừ 10 đúng không? Trừ 10 đó, trừ 10 mà cộng với 9 là quá đẹp luôn. Thấy chưa? Còn bên ngoài đây thì em thấy là có dạng A nhân B cộng A nhân C chưa? Vậy áp dụng tính chất phân phối phép nhân phép cộng phải đạt 1,3 ra ngoài. Ở trong còn gì đây? Còn 2,5 cộng cho 7,5 bằng trừ 10 cộng 9 là bằng trừ 1. Có nghĩa là bài này chúng ta áp dụng tính chất phân phối phép nhân đối với phép cộng đó nè. A nhân B cộng A nhân C thì bạn A nhân cho B cộng C, thấy không? Và cái đó là 1,3 này nhân 2,5 cộng 1,3 nhân 7,5 và nó giống 1,3 ra ngoài chưa? 1,3 ra ngoài, ở trong là còn gì? Còn 2,5 cộng 7,5. Ok chưa? Nói như vậy đó. Chỗ này là nhân cho 1,3 nhân tiếp cho 10, 2,5 cộng 7,5 là 10 chưa? 2,5 cộng 7,5 là bằng 10. Đúng chưa? Bằng 10. Đó. Rồi bây giờ nhân vào này. 1,3 nhân 10 là giờ dấu phải qua bên bên phải đúng không? Một chữ số là bằng 1, bằng 13. 13 nhân trừ 1 là kết quả là bằng trừ 13. Đó. Kết quả bằng trừ 13. Câu 2 là tìm x gồm có 2 câu. Gồm có hai câu, câu A này là x chia 2,5 bằng 1,5 cộng 3 nhân cho 1,5. Rồi bây giờ là như đây, bên trái là ghi lại giờ là x chia cho 2,5 bằng gì? 1,5 này, 1,5 đúng không? 1,5 nhân 3 là 4,5, 4,5 cộng cho 1,5 là bằng 6. Vậy là x là số bị chia thì bằng thương là 6 nhân số chia là nhân cho 2,5. Rồi 6 nhân 5 30 viết không nhớ 3 6 2 12 3 15 150 đánh dấu bỏ đi số 0 còn 15. Giờ x bằng 15. Đúng không? X bằng 15. Vậy x bằng 15.
Rồi, câu B là x cộng 1 phần 4 bằng 6 phần 5 nhân cho 15 phần 8. Vậy là x cộng 1 phần 4 bên phải này, 15 chia cho 5 được mấy? Được 3. Rồi 6 phần 8 rút gọn cho 2 là còn 3 phần 4 này. Vậy tử là còn 9, là 3 nhân 3 là 9, mão là còn 4, vậy là 9 phần 4. Đúng chưa? Vậy là x cộng x bằng gì đây? X là số hạng chưa biết bằng tổng là 9 phần 4 trừ số hạng đã biết là trừ cho 1 phần 4. X sao bạn? Hai con số này cùng mẫu là 4 rồi. Giữ mẫu lại lấy tử trừ nhau. 9 trừ 1 phần 8. 8 phần 4 là bằng 2. X bằng 2. Vậy x bằng 2. Rồi tiếp theo là câu số 8. Câu 8 này. Câu số 8. Một bác nông dân vừa thu hoạch 30,8 kg cà chua và 12 kg đậu đũa. Câu A, bác đem số cà chua đó bán hết. Giá mỗi kg cà chua là 15.000 đồng. Hậu áp bác nông dân nhận được bao nhiêu tiền? Làm câu A trước này, câu A này. Câu A thì bác nông dân thu hoạch được 30,8 kg cà chua và 12 kg đậu đũa. Bác đi bán hết. Và giá mỗi kg cà chua bác đem bán hết, bán cà chua đúng không? Bán cà chua hết này. Bán hết số cà chua mỗi ký là 15.000 đồng. Họ bác nông dân nhận được bao nhiêu tiền? Tiền là tiền cà chua đó. Vậy bác nông dân nhận được số tiền là bao nhiêu đây? 30,8 nhân cho 15.000 đồng. Tiền là tiền cà chua nghe chưa? Tiền cà chua. Đây chính là tiền cà chua. Bác nông dân nhận được số tiền là gì đây? Sẽ là 30,8 nhân cho 15.000 đồng. Giờ là 30,8 cái cà chua mỗi ký 15.000 đồng thì nhân cho 15.000 đồng thôi. 30,8 này nhân cho 15.000 đồng. Kết quả là bằng 462.000. Vậy bác nông dân nhận được là 462.000 đồng. Rồi câu B. Số đậu đũa bác vừa thu hoạch chỉ bằng 2 phần 5 số đậu đũa trong vườn. Nếu bác thu hoạch hết tất cả thì được bao nhiêu kg đậu đũa? Bác thu hoạch được 12 kg đậu đũa này, mà số bác mà đây lưu ý này, số đậu đũa bác vừa thu hoạch là bằng 2 phần 5 thôi. Vậy thì sao? Vậy nếu thu hoạch hết thì sao? Sẽ được bao nhiêu kg đậu đũa? Vậy trả lời này. Trả lời là trong vườn có tất cả số kg đậu đũa sẽ là bao nhiêu? Lấy 12 chia 2 phần 5 thôi. Trong vườn có bao nhiêu? Tất cả số kg đậu đũa là trong vườn có tất cả số kg đậu đũa là bao nhiêu đây? Chúng ta lấy 12 đem chia cho 2 phần 5 thì nó mới tính bấm 12 chia 2 phần 5 thì nó bằng là 30 kg. Câu số 9, vẽ đường thẳng XY, lấy điểm O thuộc đường thẳng XY, lấy điểm M thuộc tia OX, điểm N thuộc tia OA, sau cho OM bằng 2 cm, ON bằng 3 cm. Câu A, viết tên hai tia đối nhau góc O. Câu B, tính độ dài đoạn thẳng MN. Rồi trước tiên chúng ta vẽ hình. Câu A này, vẽ hình. Ý đầu tiên là vẽ hình này. Thì đầu tiên chúng ta vẽ đường thẳng XY này.
đây là x, đây là y. Rồi điểm M thuộc tia OX, lấy điểm O thuộc đường thẳng Y. Đây đây, O đây. O này thấy không? Lấy điểm M thuộc tia OX, điểm N thuộc tia OY, sau cho OM bằng 2 cm, ON bằng 3 cm. M thuộc OX này, OM bằng 2 cm này. OM bằng 2 cm. Rồi chỗ này là điểm điểm M này. Đó. OM là bạn 2 cm, rồi ON bằng 3 cm. Chỗ là điểm N. ON bằng 3 cm. Rồi vẽ hình xong rồi đó. Câu A là viết tên hai tia góc, hai tia đối nhau góc O. Hai tia đối nhau góc O là tia nào? Hai tia đối nhau góc O chính là tia OM và tia ON. Hai tia đối nhau góc O là tia OM và tia ON. Rồi xong câu A. Câu B nè, tính độ dài đoạn thẳng MN. Thì em thấy là O nằm giữa M và N, do đó thì hai cái đoạn nhỏ này là OM và ON cộng lại với nhau thì nó bằng cái đoạn lớn là MN. Vì điểm vì điểm O nằm giữa hai điểm M và N, nên OM cộng ON sẽ bằng là MN. OM thì đề cho là 2 cm, rồi ON là 3 cm, vậy thì 2 cộng 3 bằng MN. Vậy thì MN bằng 5 cm. Vậy độ dài đoạn thẳng MN bằng 5 cm.